gì lâu thế không biết. Mày bị làm sao đấy? Thằng nào đánh mày à? Em đang nhậu thì có mấy thằng gây chuyện, xong lao vào đánh em. Mày kiếp, dám đánh em tao? Đi, tao với mày chém hết lũ chó đấy. Thằng nào vừa đánh em tao? Đây, hai thằng này vừa đánh em. Tao, mày gọi thêm thằng này đến đây để ăn đánh nữa à? Có ít thế, gọi thêm nữa nào. Mấy con chó, tao hóa vàng đúng mày. Dừng lại! Có chuyện gì đây? Anh Hải, sao anh lại ở đây ạ? Lâu rồi không gặp, chúng mày vẫn ổn chứ? Em vẫn ổn. Đại ca, anh quen bọn này à? Chúng mày đang làm gì anh em nhà người ta đấy? Không làm gì đâu, lúc nãy là em với thằng Vinh đang uống bia. Thằng này quay sang nhìn đảo này, em ngứa mắt quá thế là bọn em mới đánh nó. Hai thằng chó mày cứ đợi đấy, có ngày tao giết chết chúng mày. Thôi, xin lỗi hai chú, tại anh dạy dỗ đám đàn em không tốt, mong hai chú bỏ qua cho. Vâng, anh nói thế thì thôi ạ, coi như hòa. Anh, nhưng chúng nó... Để anh giải quyết. Này, chúng mày còn đứng đấy làm gì? Xin lỗi người ta đi. Nhưng mà... Tao nói không nghe là... Xin lỗi. Đàng hoàng vào. Xin lỗi ạ. Thôi không sao, người một nhà cả mà. Cảm ơn hai chú, anh sẽ về nhà dạy dỗ thêm chúng nó. Nhưng mà bọn nó sai, em có làm gì đâu. Người ta đã xin lỗi rồi, bỏ qua đi. Nếu cậu cảm thấy xin lỗi mà chưa đủ thì để tôi bảo chúng nó quỳ xuống xin lỗi cậu nhá, được không? Ok, không cần phải làm thế đâu anh. Toàn chỗ anh em, có chuyện gì to tát đâu. Chú không cần để chuyện ngày xưa mà như vậy đâu, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Anh đừng nói vậy, cả đời này em mang ơn anh mà. Thôi được rồi, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Ngồi xuống nhậu với bọn anh, coi như là anh xin lỗi chú. Không cần phải thế đâu anh ạ. Hôm nay bọn em cũng bận rồi, hôm khác anh em mình ngồi nhá. Em xin phép. Anh đợi chú nhá. Vâng anh. Anh xin lỗi nhá, lần này để chú thiệt rồi. Anh biết hắn ta à? Ngày xưa anh ta từng cứu anh một mạng, anh nợ anh ta. Với lại mình gây sự với đám đàn em của ông ấy làm gì, thiệt vào thân, tốt nhất là không xây. Vâng, em biết rồi. Đại ca, thế sao đại ca lại bắt em xin lỗi cái thằng Danh con ấy ạ? Mày tưởng anh muốn làm thế đâu à? Hai thằng Danh đấy ạ, anh muốn xử lúc nào chúng nó chẳng phải chết. Thế sao anh thả cho nó đi? Tao đã từng cứu nó một mạng, coi như cái mạng đấy là của tao, sẽ có lúc tao cần dùng đến nó. Mày hiểu chưa? Đúng rồi. Đại ca đỉnh, đại ca đỉnh thật. Chúng mày ạ, từ nay bớt lo chuyện linh tinh đi. Vâng ạ. Đại ca, em có ý này, hay là anh em mình chơi cho hai thằng Danh con kia một vố đi. Mày đại ca, hôm nay anh gọi hai chú ra đây để xin lỗi chuyện hôm trước, mong hai chú đừng để bụng. Có gì đâu anh, hiểu nhầm thôi mà. Thằng kia, lại chặt bia. Ê anh ơi, thôi không cần đâu. Chú cứ để đấy, chúng nó ngu, dám bắt nạt những người anh em của anh ạ, thì phải chịu phạt thôi. Thôi được rồi, mày ra ngoài kia chờ tao. Mời anh em. Dạo này hai chú làm đâu rồi? Bọn em kinh doanh nhỏ gần đây thôi anh ạ. Thế bây giờ hai chú có muốn theo anh không? Em cũng muốn lắm chứ, nhưng em thấy hai anh em cũng không giúp gì nhiều được cho anh. Ấy, không được nghĩ như thế. Sức tới đâu thì làm tới đó. Anh em mình quen nhau đã lâu, anh coi chú như là anh em ruột. Được anh yêu ái như vậy, đúng là phúc của bọn em. Anh biết chúng mày bươn trải ngoài kia ấy, cũng không dễ dàng gì. Ngày xưa anh cũng như thế, cũng chỉ mong có người dìu dắt để kiếm miếng cơm thôi. Vâng, anh nói phải ạ. Đợt này anh đang có vụ làm ăn,
hai thằng chúng mày có muốn theo không? Kiếm nhiều hay không á thì anh không dám hứa, nhưng chắc chắn là hơn chúng mày đang làm ở ngoài kia đấy. Anh tốt với em quá, đã cứu em một mạng, giờ lại giúp em thế này, không biết bao giờ em mới trả hết nợ được cho anh. Ơn nghĩa gì, anh đã bảo rồi, anh em ra xã hội, quen biết giúp đỡ nhau, nó là một chuyện tốt, có gì đâu mà phải để bụng. Vâng, thế anh cho bọn em theo với ạ. Quyết định vậy đi. Anh định đưa tiền cho ông ta thật à? Đúng rồi, chú không thích à? Em thấy nó cứ sao sao, biết đâu ông ta lừa anh em mình. Ông ấy là người tốt, không lừa anh em mình đâu mà lo. Đây là số tiền lãi của hai chú, hai chú đếm đi. Không cần đâu anh ạ, bọn em tin tưởng anh mà. Anh đã nói rồi, các chú đi theo anh sẽ không bị thiệt đâu. Em cảm ơn anh, em đúng là may mắn khi gặp được người như anh, giúp em hết lần này lần khác, em ngại quá. Chú mẹ lại như thế nữa rồi, anh đã bảo anh em trong nhà thì không cần khách sáo. Vâng anh ạ. Nhưng mà anh cũng nói thật, tiền thì nên để cho nó đẻ ra tiền, cái số lãi này này các chú nên đầu tư tiếp để cho nó sinh lời. Vâng, anh nói đúng ạ. Anh Nam, hay mình cầm tiền về đi, đầu tư mà mất hết thì phí lắm. Nếu các chú muốn cầm tiền về thì cứ tự nhiên cầm về nhá, anh không ép các chú đâu. Không sao đâu. Vâng, em nghe anh, để số tiền này lại đầu tư, anh giúp em với nhá. Bây giờ cầm về em cũng chưa cần dùng đến. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Ok. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Đại ca, em thấy thằng Tài có vẻ không tin mình lắm. Em sợ nó phá hỏng việc của anh em mình. Mày nói đúng, thằng Tài nó vẫn đang đề phòng tao. Đại ca, để em xử nó. Đừng manh động, chúng mày cứ làm theo cách của tao đi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng mà ướt hết đồ của cô rồi, hay là để tôi đền cho cô? Tôi không sao. Nhưng mà cô bị ướt hết rồi, hay để tôi đền cho cô nhé? Không cần đâu, cũng là lỗi của tôi không nhìn đường mà. Nhà tôi cũng ở gần đây, hay là cô đợi tôi một chút, tôi về lấy xe đưa cô về, chứ để đồ ướt thế này không tiện lắm đâu. Vâng, thế cũng được, tôi cảm ơn anh nhé. Đi, cô đi trước. Chuyện tao bảo mày làm đến đâu rồi? Đúng như đại ca dự tính, thằng Nam yêu nó rồi ạ. Tốt, đến lúc xử thằng Tài rồi đấy. Vâng ạ. Em chào anh Tài. Anh đi ạ. Anh Nam có nhà không anh? À, anh Nam vừa đi ra ngoài rồi, chắc là chưa mới về. Mà em mua nhiều đồ ăn thế? Em định nấu vài món cho anh Nam. Sướng nhất anh Nam rồi. Thế anh có được ăn ké không? Tất nhiên là được rồi. Mà thôi, em ở trong nấu cơm đã, nhá. Anh Tài. Em mới học pha được loại rượu này, anh thử giùm em nhá. Anh thử đi. Sao anh? Ngon, em khéo tay phết. Anh Tài. Anh Tài ơi. Anh Tài. Anh đừng hiểu nhầm, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Mày còn chối à?
Mày cũng anh Nam, mày Nam ơi, anh dừng lại đi. Anh tha cho anh ấy đi, là lỗi tại em mà. Cô vẫn còn bênh nó cơ à? Anh Nam, anh đừng tin lời cô ta. Tất cả là do cô ta. Cô ta lừa em đấy. Anh Tài, sao anh lại nói như thế? Em không ngờ anh là con người như vậy đấy. Rõ ràng anh hứa với em là sẽ đưa em đi khỏi nơi này mà. Thằng chó, tao coi mày là anh em, vậy mà mày đâm sau lưng tao. Mau cút khỏi nhà tao, đừng để tao giết mày. Anh Nam, em thề là em không biết cái gì cả. Cút. Anh Tài, anh đưa em theo với. Anh đã hứa là ở bên em cả đời cơ mà. Anh Nam, em xin lỗi. Hai đứa chúng mày cút ngay cho tao, đừng để tao gặp lại. Kế của đại ca đúng là không thể chê vào đâu được. Thằng Nam, chắc giờ này nó đang cay cú người anh em tốt của nó lắm đấy. Vâng. À mà anh ơi, thế mình có nên bày ngửa cho nó biết chưa nhỉ? Chú cứ bình tĩnh, để anh vét thêm của nó một lượt đã. Đỉnh, đại ca mãi đỉnh. Anh ạ, đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của em, trông cậy cả vào anh ạ. Chú yên tâm, anh sẽ đưa chú trở thành tỷ phú. Em cảm ơn. Mà thằng Tài hôm nay đi đâu? Không đi với chú à? Anh đừng nhắc cái thằng chó ấy nữa. Alo. Sao lại thế hả anh? Xin lỗi chú, anh có lỗi với chú rất nhiều. Sao lại thế hả đại ca? Lần này anh vội vàng nên bị mất hết. Số tiền của chú với của anh ấy bị bay sạch rồi. Số tiền tiết kiệm của em. Anh có lỗi với chú, anh sẽ chịu trách nhiệm. Và anh sẽ lấy số tiền của anh ấy để bù cho chú. Anh cũng mất tiền mà, không cần phải làm vậy đâu. Em hiểu. Cảm ơn chú, sau này nhất định anh sẽ bù đắp lại cho chú. Mày đến đây làm gì? Có phải anh mất hết tiền rồi đúng không? Không liên quan đến mày. Anh xem đi. Đưa thằng Nam đúng kìa. Nếu mà chia cho tao mấy bàn mất một tí. Mày còn lặn cái nào ấy nữa không? Làm thì bắt anh em mình làm tất. Chia thì anh em mình được một tí. Còn đâu hãng hết rồi còn tí nữa. Nào, có ngày tao lại tất. Chính hắn đã lừa hết tiền của anh. Hắn gài con Phương Anh vào đây để lừa anh em mình. Mẹ kiếp, thằng chó chết. Bây giờ anh đã tin em, không làm gì có lỗi với anh rồi chứ. Anh xin lỗi, anh trách nhầm chú rồi. Em hiểu anh mà. Em không sao đâu. Bây giờ anh tính trả thù hắn thế nào? Thằng này, anh sẽ dạy cho nó một bài học. Anh sẽ cắm căn nhà này để liều mình với nó một phen. Được ăn cả, ngã về không. Tiền đâu mà nhiều thế này? Chỗ này em lừa được của thằng Tài ấy. Anh tin được không? Sao? Thằng chó ấy dám đâm sau lưng em. Em phải trả thù nó. Em biết nhà nó giàu, nên mới giả vờ tha thứ, rồi bảo nó đưa tiền cho làm ăn. Mới nói có mấy câu đã lừa được một mớ này rồi đấy. Công nhận. Nó dám lừa chú như vậy ạ, thì đáng bị trừng trị. Sao? Đại ca muốn theo em không? Coi như mình lấy lại số tiền đã mất. Theo chú à? Đại ca yên tâm, thằng này dễ lừa lắm. Thôi được rồi, anh theo chú. Alo, đại ca à? Em báo cho anh một tin vui. Số tiền của anh em mình đã tăng gấp đôi rồi anh ạ. Thế à? Hay lắm. Lát nữa anh gửi thêm tiền cho chú, trông cậy cả vào chú đấy. Đại ca yên tâm, em của anh mà lệ. Anh ạ. Ừ. Cảm ơn chú em nhá. Thế tiền của anh đâu? Vào đây. Sao nó lại đến đây? Chú có chắc là nó không biết gì không đấy? Anh yên tâm, mọi chuyện trong tầm tay em rồi. Tốt,
Tốt lắm. Đại ca, em hỏi chuyện này nhé. Số tiền lần trước em đưa anh nuốt hết rồi đúng không? Mày đang nói gì đấy? Thế mày đang nghi ngờ anh ăn hết tiền của mày à? Đại ca xem đi, nó khai hết rồi đấy. Có phải thằng Hải xem bảo mày đến lừa anh em tao đúng không? Em xin lỗi anh nha. Anh tao bảo em tìm cách để anh đuổi anh Tài đi, thế thì mới dễ lừa anh hơn à? Anh ơi, em xin anh ạ. Anh tại em chứ em không muốn làm như thế đâu ạ. Khốn kiếp. Chúng mày bây giờ mới biết thì có ích gì. Đúng đấy, chính tao đã lừa hết tiền của chúng mày. Chúng mày là một lũ ngu. Coi như tôi tin lầm người. Giờ chúng ta hết nợ. Ừ, rồi. Chúng mày về đi. Về hết đi. Dù gì tao cũng đã có một đống tiền trong tay rồi. Cái gì? Sao lại toàn tiền giả thế này? Lũ chó chúng mày muốn lừa tao à? Thế ông nghĩ mình không biết lừa người khác à? Hai thằng chó chúng mày dám lừa tao à? Để tao xem hôm nay chúng mày có rời ra khỏi đây được không? Chúng mày! Chúng mày đâu? Xử hai thằng này cho tao! Ơ! Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Quên không bảo với mày. Đàn em mày bị tao mua chuộc hết rồi. Từ từ mà tận hưởng nhé. Lũ chó chúng mày, sao chúng mày làm như thế với tao? Ông ăn chia không đẹp, thế nên là anh em chúng tôi phải tự biết tìm đường mà sống thôi. Mỗi một tay 100 triệu, cứ thế mà làm. Chúng mày khai cho anh đi, anh sai rồi.